Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lao động Việt mắc kẹt tại Algeria kêu cứu trong vô vọng. Nhiều lao động Việt Nam tại Algeria mới đây đã liên lạc với đài FA cho hay họ đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi chủ sử dụng lao động không trả lương và cất giữ hộ chiếu nên họ không làm gì được. Chưa kể, nếu muốn về nước thì họ phải tự bỏ tiền túi, mà điều này hoàn toàn trái với những quy định đã được ký kết trước đây với phía công ty hỗ trợ. Muôn vàn khó khăn. Hiện tại ở Algeria, công nhân Việt Nam mắc kẹt rất nhiều vì ở đây rất nhiều công ty Việt Nam làm việc, cỡ 30-50 người và rất nhiều. Sa mạc thì nóng toàn cầu, hiện đang bị giam giữ tại đây, không đi đâu được, hiện tại cũng không có hộ chiếu. Hộ chiếu do công ty Trung Quốc nắm giữ nhưng cách xa ở đây. Họ đóng quân ở thủ đô nhưng làm việc thì ở đây, đi máy bay hết 2 tiếng. Hộ chiếu thì họ không trao trả để mình được đi lại. Hiện tại là 7 tháng rồi. Vừa rồi là lời của anh Hoàng Chí Thanh đã nói với đài FA từ sa mạc Sahara thuộc địa phận nước Algeria vào tối ngày 10 tháng 11. Đây là hình ảnh lao động Việt Nam mắc kẹt tại Algeria kêu cứu. Trước đó, trao đổi với đài FA vào ngày 2 tháng 9, anh Nguyễn Văn Hiệp, một công nhân khác tại Algeria, cũng cho hay về tình trạng nguy cấp của những công nhân Việt Nam khi họ đang không được công ty trả giấy tờ để làm thủ tục. Anh Hiệp nói rằng, giờ hai bên không gia hạn visa cho tụi tôi như người bất hợp pháp, đang ở trong công ty, đúng chủ sở hữu sử dụng, nhưng giờ đúng là người bất hợp pháp, không visa, không giấy tờ, có thể bị nguy cơ bị công an bắt. Hôm qua thì có công an vào kiểm tra, nhưng chủ đã đóng cửa, bắt chạy đi khắp nơi trốn. 2-3 năm trời tụi tôi không được đi lăn vân tay hay ký visa gì, kể cả các thiết bị y tế, khám sức khỏe, không có sự can thiệp gì từ công ty. Tụi tôi cũng gửi đơn phản ánh về công ty ở Việt Nam nhiều rồi, nhưng công ty ở Việt Nam không có trách nhiệm gì, cứ bơ như vậy, không làm gì cho tụi tôi. Điện về thích thì nghe máy, không thích thì thôi. Theo những chia sẻ của các công nhân tại Algeria mà đài FA có cơ hội trò chuyện, hầu hết họ đều được đưa sang đây lao động thông qua công ty môi giới tại Việt Nam, có tên là Công ty Cổ phần và Đầu tư Hợp tác Quốc tế Thăng Long. Viết là Thăng Long OSC, trụ sở văn phòng đặt tại Hà Nội. Tuy nhiên, đến tháng 4 vừa qua, phía công ty sử dụng lao động đã ngừng trả lương cho công nhân, dù phía công nhân đã nhiều lần liên lạc với cả công ty sử dụng lao động lẫn công ty môi giới lao động, nhưng không ai giải quyết. Đây là hình ảnh trang web của công ty xuất khẩu lao động Thăng Long OSC. Anh Đào Văn Pha, một trong số những công nhân đang mắc kẹt trong tình huống này, cho biết như sau. Ở đây, anh em đi làm bình thường, nhưng từ tháng 4 tới giờ người ta không trả lương cho mình. Ở đây có một số anh em hết hạn hợp đồng nhưng chủ cũng không đóng tiền visa để về. Điện về cho công ty thì công ty trả lời nhờ anh em bên đây đình công để giải quyết cái này, cái khác. Nhưng đình công tháng này, tháng khác họ cũng không giải quyết, bắt buộc phải đi làm. Nhưng người làm thì người ta cũng không trả lương. Dù thường xuyên liên lạc với công ty yêu cầu trợ giúp, nhưng hầu hết các lao động Việt Nam đang ở tại Algeria vẫn không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào. Nhiều người trong số họ cho biết đã phải cầu cứu được các cơ quan, ban ngành khác. Anh Hoàng Chí Thanh cho hay, giờ điện thoại người ta chẳng bao giờ bắt máy, nghe máy. Tôi đã gửi email cho ông Tống Hải Nam là Cục Quản lý Lao động ngoài nước và một số ông phó trưởng cục nữa, nhưng chẳng bao giờ họ trả lời. Tôi gửi tới Đại sứ quán ở Algeria nhưng cũng vậy thôi. Tại vì sao mà họ lại thờ ơ với những lao động ở nước ngoài đến như vậy? Và đối mặt với nhiều khó khăn từ môi trường làm việc nắng nóng khắc nghiệt nhưng lại bị chủ nợ lương và không cung cấp đủ thực phẩm hàng ngày, đã khiến cho nhiều công nhân chỉ cầu mong mau chóng được về đoàn tụ với gia đình. Tuy vậy, con đường trở về của họ chưa thấy đâu, nhất là trong thời kỳ dịch bệnh đang lan tràn rất mạnh như hiện nay. Đây là hình ảnh nơi ở của lao động Việt Nam tại Algeria. Anh Nguyễn Văn Hiệp cho hay anh cùng nhiều lao động khác đã liên lạc với cơ quan đại diện chính phủ Hà Nội tại nước sở tại nhưng cũng không nhận được sự giúp đỡ nào. Anh nói, đại sứ quán bên này có trách nhiệm gì với công dân bên này, tụi tôi không biết, chứ tụi tôi cũng có liên lạc nhưng người ta nói sơ qua về thủ tục về nước và bảo không có trách nhiệm xử lý những tình huống như thế này. Người ta bảo tôi như vậy. Thứ hai là điện lên thì người ta bảo nói gì thì nói nhanh lên, người ta không muốn lắng nghe tụi tôi giải thích, không nghe tụi tôi cầu cứu.
Tuy vậy, rất may mắn vào cuối tháng 9 vừa qua, có một số công nhân tại Algeria cuối cùng cũng được trở về nước. Tuy nhiên, họ cho biết không phải ai cũng được về vì tiền đâu mà về. Anh Nguyễn Văn Hiệp là một trong số những người may mắn đó vào sáng ngày 11 tháng 1 kể lại hành trình về nước của anh như sau. Khi đi có ký hợp đồng với công ty là hết hạn hợp đồng, công ty có trách nhiệm đem công nhân về nước. Chủ sử dụng phải lo tất cả chi phí từ Việt Nam sang bên này và từ bên này về Việt Nam. Khi hết hợp đồng lao động thì công ty phải có trách nhiệm đem công nhân về nước. Nhưng bây giờ, thời dịch bệnh thì cả ba bên công ty ở Việt Nam, công ty ở Algeria, chủ sử dụng, người môi giới lao động và người lao động có trách nhiệm ba phần. Đáng lẽ phải chia ra, nhưng bây giờ bắt buộc đè đầu, đè cổ, công nhân chịu hết. Tổng tích chi phí từ Algeria về hết gần 70 triệu, riêng ở công ty Việt Nam thu mua vé là 58 triệu rồi. Về tiền xe từ sân bay về khu cách ly, tiền test Covid, tiền ăn, sinh hoạt, nói chung là tất cả. Người nào không có tiền đóng về thì phải nằm lại, còn người nào không bỏ tiền ra, người ta không cho về. Đây là hình ảnh công trường xây dựng của công ty Đông Nhất Giang Tô của Trung Quốc tại tỉnh Kenra tại Algeria, nơi các công nhân Việt Nam đang lao động. Xác nhận thực tế, anh Hiệp vừa nói nêu anh Hoàng Chí Thanh cho hay, trong thời kỳ của đang bị công ty nợ lương 7 tháng như hiện nay, tiền ăn còn không có, công nhân lấy đâu số tiền hàng chục triệu đồng để về nước. Không ai có trách nhiệm lên tiếng. Đài FA cũng có liên hệ với Cục trưởng Cục Quản lý Lao động Ngoài nước Tống Hải Nam, nhưng sau khi được chuyển máy đến số văn phòng của ông, không ai trả lời cuộc gọi. Chúng tôi cũng đã gửi email đến Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria trong khoảng tháng 9 năm 2021, lúc đài FA nhận được thư cầu cứu của những lao động Việt Nam, nhưng mãi đến hôm nay vẫn không nhận được hồi âm. Lãnh đạo công ty OSC Thăng Long cho hay họ vẫn thường xuyên liên lạc, báo cáo tình hình và nhờ sự can thiệp giúp đỡ của Đại sứ quán Việt Nam nhằm hỗ trợ người lao động. Tuy vậy, theo lời kể của những công nhân tại Algeria, dường như nỗ lực theo lời người đại diện của công ty OSC Thăng Long vẫn chưa đem đến những tác động tích cực gì cho phía công nhân. Thêm vào đó, trách nhiệm của Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria trong vụ việc này cũng không thấy đâu, khiến nhiều công nhân thất vọng, như lời anh Nguyễn Văn Hiệp nói. Nói chung, Đại sứ quán bên đấy không có sự can thiệp, ưu tiên đến quyền lợi lao động, công nhân. Mình cần thì mình gọi lên người ta chỉ có trả lời đôi ba câu, chứ không can thiệp như vấn đề lương. Hiện giờ, tụi tôi về Việt Nam gần sang tháng thứ hai, nhưng lương từ tháng 4 vẫn chưa được trả gì cả. Đây là hình ảnh Đại sứ Việt Nam tại Algeria Phạm Quốc Trụ. Tại Algeria, sau khi nhiều lần cầu cứu các cơ quan chức năng nhưng vẫn không nhận được sự hỗ trợ giải quyết, anh Hoàng Chí Thành cùng nhiều lao động khác đã gửi thông tin đến nhiều báo đài trực thuộc nhà nước Việt Nam như VTV, Chuyển động 24, Báo Lao động, nhưng chỉ mỗi Báo Lao động đưa tin. Do đó, anh Thành đã đi dùng thêm nhiều kênh thông tin mạng xã hội khác như YouTube, Facebook để nêu những khó khăn của các công nhân Việt Nam tại Algeria đang gặp phải. Anh giải thích mục đích của mình rằng để Bộ Lao động, Bộ Thương binh Xã hội nhìn thấy, Cục Quản lý Lao động nước ngoài nhìn thấy để họ hiểu được người Việt Nam ở nước ngoài cũng có được quyền công dân. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Đại sứ quán, lãnh sự quán, đại diện hợp pháp cho những người Việt Nam ở nước ngoài cũng có trách nhiệm phải làm việc. Nếu họ không có thì dẹp Đại sứ quán, nếu họ không làm chúng tôi sẵn sàng không liên lạc với họ nữa. Nếu họ cứ rườm rà, rắc rối như vậy thì chúng tôi đến bao giờ mới về được Việt Nam? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 13 tháng 11 năm 2021 với bản tin Lao động Việt Nam mắc kẹt tại Algeria kêu cứu trong vô vọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.